Chào các bác, hôm nay em lại về được một ít củ tấn khẩn ạ. Và công dụng của nó là bổ thận tráng dương và tăng cường bản lĩnh đàn ông. Và chị em phụ nữ khi mà uống rượu ngâm từ củ tấn khẩn thì có sẽ có làn da trắng trẻo và hồng hào rất là đẹp nhá. Em bán với giá là 80.000 một cân. Là em đã hỗ trợ rửa sạch sẽ cho các bác rồi, xong nhúng rượu bỏ vào túi hút chân không nhá. Cước các bác trả bên vận chuyển. Còn các bác thích mua đi tự chế thì em bán với giá là 60.000 một cân ạ. Đây là củ rất là đẹp như thế này nhá. Củ này thì là nó mọc ở những cái rừng già rậm rạp, ẩm thấp. Còn đây là rượu ba kích tím nhá các bác. Em bán với giá là 100.000 một lít. Đây ông anh khách người quen tự vào nhà tự dừng xe máy tự vào chiết để lấy luôn này các bác. Em ship từ 1 lít trở lên nhá. Cước các bác trả 100.000 một lít. Rượu này rất là thơm ngon, em ngâm với rượu 35 độ. Rượu của chị dâu nhà em nấu. Em ngâm rất là đặc nhá, các bác nhìn có thể thấy là khi mà rót vào cái bình thì nhìn nó màu rất là đậm luôn, ở cái vòi nhìn nó mới rõ ràng là tím này. Trong các vị thuốc bổ dương thì không thể thiếu củ ba kích ạ. Và đây là củ ba kích Quảng Ninh nhá các bác, hàng loại 1. Khi các bác ngâm thì nó sẽ ra màu rất là tím đẹp nhá. Em bán hàng chùm như thế này, các bác lấy về tự chế thì bán với giá là 200.000 một ký. Đây, nó tím đẹp như thế này nha các bác. Hàng rất là tím đẹp này. Hàng loại 1 thì bao giờ nó cũng rất là tím đẹp. Các bác ngâm 1 tuần trở lên là nó sẽ ra màu luôn nhá. Tại vì ba cái chùm thì nó ra màu tím rất là nhanh. Đây, hàng hôm nay đẹp lắm này. Ra tím lịm luôn. Chùm nào cũng tím. Rất là tím đẹp nhá. Các bác lấy thì em ship cho thì đây hàng chùm rất đẹp như thế này nhá các bác. Tím lịm rất là đẹp, hàng loại 1. Vừa to vừa đẹp, củ già đanh, tím ngắt. Em bán với giá là 200.000 một cân. Các bác lấy về, các bác tự tự chế nhá. Tự rửa, các bác lấy cái vòi xịt xe máy hoặc là các bác lấy cái bàn chải mềm chải nhẹ. Nó sẽ sạch hết cái đất nó đi, là tách bỏ cái lõi nó, dùng cái ruột của nó 1 cân 1 ký thì các bác ngâm cho em 4 đến 5 lít rượu từ 35 đến 40 độ nhé. Nếu mà các bác không có thời gian tách thì em sẽ hỗ trợ tách sẵn cho các bác nhé. Em tách sẵn bỏ vào túi hút chân không và đã tráng qua rượu, em bán với giá là 280.000 một ký là bao ship. Còn chùm như thế này em bán là 200.000 một ký thì các bác tự trả cước nhé. Đây hôm nay hàng về đẹp lắm các bác, giả đanh tím liệm luôn em. Đây cái bao này là đựng được 60 kg nhá, em bán chỗ này chắc còn tầm chục ký nữa thôi. Em bẻ một củ nữa cho các bác xem nhá. Rất là tím đẹp này. Em còn có một số dược liệu bổ dương khác như là rễ cây mối tình, các bác có thể lấy đi phối hợp các vị thuốc với nhau để chữa yếu sinh lý nhá. Rễ cây mối tình em bán với giá là 100.000 một ký. Củ nấm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu em bán với giá là 180.000 một ký đây. Nguyên búp rất là đẹp nhá, nấm ruột vàng. Làm thuốc rất là tốt ạ, 180.000 một ký. Sâm cau đỏ em bán với giá là 250 một ký.
và sâm cau đen hay còn gọi là sâm tiên mao. Đây, em bán với giá là 250.000 một ký. Dâm dương hoắc em bán 300.000 một ký. Và em ship từ nửa ký nhá. Một ký thì được rất là nhiều. Thường là các bác sẽ mua từ nửa ký hoặc là phối các vị với nhau. À, táo đỏ Tân Cương em bán 120.000 một ký. À, nghệ đen khô bán với giá là 120.000 một ký và nghệ đen tươi 50.000 một ký. Là nghệ đen rừng nhá, em khác đi đào ở trên rừng ạ. À, nụ tam thập ba tử hàng xanh đẹp như thế này nhá. Em bán với giá là 480.000 à 780.000 một ký. Các bác mua nửa ký là 400.000 nhá. À, em xin kết thúc video ở đây ạ. Các bác muốn mua gì thì mua ủng hộ em nhé. Em ghim số điện thoại vào màn hình để các bác tiện liên hệ đặt hàng.